Giới chức Moscow của Nga hôm qua kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài sau khi một loại khí có mùi hôi lan tràn ở khắp thành phố. Truyền thông Nga đưa tin loại khí này là hydrogen sulfide, có mùi chứng thối và có thể có độc tính cao. Nó được phát hiện tại trung tâm phía đông và đông nam của thành phố, trong khu vực mua sắm chính của thủ đô và xung quanh tòa nhà Quốc hội. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho rằng nguyên nhân vụ việc là do rò rỉ tại một nhà máy lọc dầu ở Moscow. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhà máy lọc dầu Gazpromneft cho biết không hề có sự cố nào xảy ra và mức độ hydrogen sulfide tại cơ sở này không quá cao. Một bản tin trước đó cho rằng loại khí có mùi hôi phát ra từ mạng lưới các cơ sở xử lý nước thải đô thị. Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc với hydrogen sulfide kể cả ở nồng độ thấp có thể dẫn đến đau đầu, chóng mặt và buồn nôn.